Chào bạn, trong hôm nay, toàn thị trường crypto đã xôn xao bàn tán về một báo cáo cho thấy dòng tiền khủng đã được rút khỏi Binance. Các số liệu cho thấy dòng tiền ao đã lên tới 1 tỷ 600 triệu. So sánh với dòng tiền in thì Binance bị rút ròng tới hơn 900 triệu. Con số này là cao nhất trong vòng 5 năm nay từ khi Binance hoạt động. Mọi việc có thể xuất phát từ những lỗ hổng mà bằng chứng kiểm toán của Binance nhận phải nhiều chỉ trích về tính thực tế. Ngay sau đó là cú sốc Binance tiếp tục bị tố cáo vì vi phạm liên quan đến rửa tiền và các lệnh trừng phạt. Với thị trường crypto đang rất nhạy cảm và đầy biến động sau sự cố FTX, ngay lập tức một làn sóng rút tiền ập tới với Binance và rất nhiều các sàn giao dịch đã bị từ chối hoặc pending rất lâu. Câu hỏi đáng sợ nhất lúc này chính là đâu mới là sự thật xung quanh những gì mà CZ đã tuyên bố? Liệu tiền của chúng ta có thể rút khỏi Binance một cách an toàn? Và nếu thành trì Binance sụp đổ thì giới crypto liệu sẽ đi về đâu? Hôm nay, CryptoLickVN sẽ cùng bạn phân tích lại những diễn biến mới nhất xung quanh scandal Binance này. Nếu thực sự CZ không thể giữ nổi tự cấm thành Binance, thì đây chắc chắn sẽ là cú sập đổ lớn nhất trong lịch sử ngành tài chính hiện đại. Đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng ta bắt đầu ngay thôi. Xin lưu ý, trước bối cảnh kinh tế vĩ mô chuyển xấu thì các ngành liên quan đến tài chính đều rất khó kiếm tiền. Để có thể vừa xem tin tức, vừa earn được token và tích lũy, chúng tôi mời bạn tạo ngay tài khoản và sử dụng miễn phí nền tảng của CryptoLickVN.com. Cái token này hứa hẹn sẽ đem lại nhiều giá trị thiết thực cho người dùng trong mùa uptrend sắp tới. Phần 1. Bằng chứng dự trữ của Binance có nhiều lỗ hổng. Sau khi phấn khích công bố bằng chứng dự trữ, CZ đã tự hào với kết quả mà công ty kiểm toán Merza vừa hoàn thành. Theo đó, tỷ lệ thế chấp của Binance đạt được 101%. Nói dễ hiểu thì là Binance đang có đủ tiềm lực tài chính cho các khoản tiền gửi của người dùng. Tuy nhiên, sau đó không lâu, rất nhiều các chuyên gia đầu ngành bắt đầu nhìn vào báo cáo và chỉ ra những lỗ hổng chết người không thể tin tưởng được. Tính đến ngày 22 tháng 11 của báo cáo, dư nợ của khách hàng là 597,602 Bitcoin và số dư tài sản là 582,486 Bitcoin. Điều này đồng nghĩa tổng nợ Bitcoin của Binance lớn hơn 3% so với tài sản Bitcoin. Theo giá Bitcoin, khoản nợ phải trả là 9,86 tỷ USD, trong khi Binance chỉ có 9,43 tỷ USD. Tóm lại, Binance đã không đáp ứng tỷ lệ dự trữ 1:1 đối với tài sản của khách hàng như công bố của báo cáo. Merza đã thêm một số dư nợ ròng trong báo cáo, tức nợ này không bao gồm tài sản cho khách hàng vay, giúp số nợ của Binance giảm đi 21,860 Bitcoin. Như vậy là sau khi trừ ra, tỷ lệ vẫn là 101%. Việc khác biệt này đã tạo ra một cuộc chiến nảy lửa giữa các tổ chức kiểm toán uy tín trên toàn cầu, dẫn đầu là Merza và Ủy ban Tiêu chuẩn Kế toán Tài chính. Ngoài ra, nhiều lý do cũng chỉ ra báo cáo của Merza là vô nghĩa vì không có thông tin về chất lượng kiểm soát nội bộ của Binance, chẳng hạn như hệ thống lưu trữ sổ sách. Công ty Binance cũng không thể công khai công ty mẹ của mình do sàn giao dịch tiến hành tái tổ chức trên diện rộng trong 2 năm qua. Hiện mọi người chỉ biết Chen Benzo, nhà sáng lập Binance là chủ sở hữu Binance.com và kiểm soát các hoạt động của Binance tại Mỹ. Phần 2. Căng thẳng, leo thang. Giữa lúc đang căng thẳng, các công tố viên tại Mỹ đang xem xét buộc tội Binance và các giám đốc điều hành vì khả năng rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt của quốc gia này. Một bước đi quá bất ngờ khi Binance đang hứng chịu một loạt phút. Thật ra, cuộc điều tra đã bắt đầu vào năm 2018 và tập trung vào việc Binance có thực sự tuân thủ luật chống rửa tiền và các biện pháp trừng phạt của Mỹ hay không. Trong suốt năm 2022, rất nhiều các cuộc điều tra đã nhắm vào Binance. Báo cáo cho thấy sàn giao dịch đã duy trì các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và xử lý hơn 10 tỷ USD thanh toán liên quan đến tội phạm. Các bộ phận pháp lý của Binance cũng đã vào cuộc điều tra và tranh luận khắc gao xung quanh chủ đề này. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý ở đây là tất cả mọi người lại được đem ra mổ xẻ giữa lúc thị trường crypto đang ảm đạm nhất, niềm tin người dùng đang mỏng manh nhất. Bất kỳ biến cố nào trong giai đoạn này đều có thể đưa thị trường đến tình trạng tồi tệ hơn. Phần 3. Dòng tiền rút ròng khỏi sàn Binance. Và điều đó đã thực sự xảy ra. Sự hoài nghi của cộng đồng đã kích hoạt một làn sóng rút tiền cực khủng, đã có hơn 1,6 tỷ đô bị rút ra khỏi sàn. So sánh với số tiền nạp thì con số rút ròng là hơn 900 triệu. Trong vòng 24 giờ qua, Binance đang thu hút sự chú ý của toàn bộ thị trường khi đạt lượng tiền rút ròng lớn nhất trong lịch sử của sàn. Rất nhiều các người dùng ở Việt Nam đã thực hiện lệnh rút tiền trong sáng và chiều nay, nhưng bị từ chối hoặc lệnh pending rất lâu. Một số lệnh bằng USDC bị từ chối hoàn toàn, các lệnh khác thì phải xếp hàng
chờ được duyệt. Với tình hình căng thẳng hiện tại, chúng tôi đã cảnh báo cộng đồng từ rất sớm và hướng dẫn mọi người nhanh rút tiền về ví lạnh hoặc ví áp để bảo toàn vốn trước các biến cố không thể lường trước được. Bài học FTX còn đó, nhưng câu mà CZ vẫn hay thường nói, your keys, your crypto, tiền của chúng ta chỉ an toàn khi nó nằm trong ví của chúng ta, không phải ví sàn. Và đó là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến bạn trong bản tin ngày hôm nay. Để tiếp tục cập nhật những diễn biến liên tục của thị trường, bạn cũng có thể tham gia vào channel Telegram và group Facebook của cộng đồng CryptoLitVN. Chúng tôi chia sẻ rất nhiều tin nhanh và tín hiệu giao dịch từ các kênh mạng xã hội này. Link tham gia sẽ nằm ngay bên dưới phần mô tả của video. Bạn nghĩ CZ sẽ trụ được bao lâu trước biến cố này? Hãy để lại comment của mình ngay bên dưới để thảo luận cùng chúng tôi. Các bạn cũng đừng quên like, share và subscribe kênh tin tức của CryptoLitVN để liên tục cập nhật những chia sẻ tâm huyết nhất từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi.